Xin chào các bạn, thì cảm ơn các bạn đã quan tâm mình trong thời gian qua. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip cách để cài đặt driver bằng IP trên máy Rico và tải driver của dòng Rico không bị lỗi. Thì đôi lúc các bạn dùng cái đoạn driver nó không chính xác, thì các bạn cài xong thì các bạn in ra thì nó báo cái lỗi là những cái ký tự đặc biệt nó nằm trên cái tờ giấy A4, không phải là những cái phần chúng ta in cái dòng chữ, thì nó bị sai cái đoạn driver. Thì cái cách nào để tải về cái đoạn driver chính xác nhất thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết cách cài đặt đoạn driver và cách tải đoạn driver về cho các bạn. Thì mời các bạn theo dõi. Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn cho các bạn cách để tải driver của thằng Rico và của thằng Toshiba, là cái driver gọi là chuẩn nhất. Thì hiện tại thì trên mỏ nó có nhiều cái driver, thì các bạn thường tải xuống, thì sau khi các bạn tải xong các bạn cài thì nó xảy ra một cái hiện tượng lỗi là các bạn in ra nó xuất hiện những ký tự nằm trên đầu tờ giấy và cuối tờ giấy, nhưng mà in ra thì nó không theo ý, không thấy chữ, nó chỉ thấy những cái ký tự đặc biệt thôi. Thì đó là cái lỗi của thằng driver. Thì với lại nếu các bạn cài xong thời gian sau nó lại bị nhảy, thì như các bạn biết thì những cái đoạn driver thường hay bị lỗi như vậy. Thì sau một thời gian tìm tòi thì mình tìm ra được một số cái driver chính gốc, thì mình sẽ upload lên kênh của mình. Thì cách cài như thế nào và cách tải như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này. Các bạn vô Add a Ring này. Đó, bạn vô Add a Ring để cài đặt. Ví dụ như bạn kích vào cái dòng màu xanh như này cho mình. Sau đó bạn nhập địa chỉ IP của cái máy. Thì cái địa chỉ IP á trong máy đó thì mình đã cài đặt sẵn trong máy rồi. Thì mình chỉ cần nhập đúng cái địa chỉ IP đó vào trong đây thì nó sẽ tự quét ra cái mỏ máy của mình. Ví dụ nhé. Đây, ví dụ IP của mình là 1.1. Đó, đây là cái IP của cái máy mình. Mình sẽ nét, nó sẽ tự quét. Đây là cách cài luôn. Thì sau khi mình đã quét đó thì cái máy của mình nó xuất hiện. Thì các bạn bấm vô cái chữ Rico cho mình, Rico record đó. Thì đây là cái driver của nó này, các bạn nó nhìn nè, mình thoáng to lên cho mọi người xem. Thì cái đuôi hắn là đuôi V4.11 đó, V4.11. thì các bạn chỉ cần chọn đúng cái driver này thì đảm bảo rằng các bạn cái driver của nó sẽ không bao giờ xảy ra cái hiện tượng bị cái lỗi in ra ký tự đó. Đây là cái driver. Thì sau khi xong thì chúng ta chỉ cần bấm nét, tiếp tục là nó sẽ lưu lại. Thì nếu dù các bạn đã cài một cái driver khác rồi thì đây mình sẽ hướng dẫn luôn. Thì các bạn bấm cho mình chữ Bring Protect, nó sẽ xuất hiện ra các bạn như thế này. Thì đây xuất hiện các bạn này, bạn chọn cho mình Advanced T gì đây mình không biết à. Mình không biết cái tiếng Anh thì mình đặt đây. Đó, bạn kích cho mình như thế đây. Sau khi bạn kích xong này, bạn bấm mũi tên mình xuống này. Đó, các bạn hãy chọn đánh đúng cái driver của nó cho mình, là đuôi là V4.11 này. Cái này nó có rất nhiều cái code, thì bạn chỉ cần bấm cho mình cái đó V4.11. Sau khi chúng ta chọn được driver rồi thì chúng ta chỉ cần kích chuột phải và vô phần print preset net, thì không biết, nói chung là mình không biết đấy. Sau đó các bạn chỉnh về chế độ của 4x, thì đây nó xuất hiện ra cái khung hình như thế này, thì cái driver của bạn đó hoàn toàn chính xác rồi. Đây các bạn có thể in ngắn thoải mái, không sợ đến xảy ra trường hợp cái lỗi là in ra những ký tự đặc biệt. Thì đó, thì cái driver nó nằm ở đâu, thì nó nằm ở dưới phần mô tả của mình. Thì các bạn hãy kích vào phần mô tả và tải về. Mình đã bật chế độ liên kết cho mọi người, thì các bạn chỉ cần kích vào và các bạn tải về đó. Thì các bạn chỉ cần tải về và các bạn cài đặt theo ý của các bạn thôi đó. Thì các bạn nên nhớ là cái đuôi của driver nó là V4.11 của thằng Rico,
Toshiba thì nó tương tự như kia, nó dễ rồi. Thì bọn cài Toshiba nó đơn giản hơn thì mình để thắng nhất đó. Thì mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh, chia sẻ, nhấn kích vào quảng cáo để ủng hộ kênh. Có gì thì thắc mắc các bạn có bình luận bên dưới thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Đó. Thì hẹn gặp lại các bạn clip sau. Cảm ơn các bạn đã thời gian qua đã quan tâm. Rồi, chào tạm biệt các bạn nhé.